Hello, xin chào cô bác anh chị em nha. Thì máy từ Hòa Hảo Tân Hưng Long An xin kính chúc quý anh chị em được nhiều sức khỏe, được thành công trong công việc nha. Chúng mùa được giá và cũng rất cảm ơn rất là nhiều cô bác anh chị em thời gian vừa qua đã mua máy ủng hộ bên em mỗi ngày, cũng như là theo dõi kênh máy của em, những cái động cơ bên em đăng lên. Thì hôm nay em có về được nguyên bộ cơm lê. Động cơ này là Yanma 3T84, dòng tua này là maximum 3000 quá chị em nha, maximum 3000. Rồi hiện tại dòng tôi cho phép là nó 2700 gì đó. Thì có anh chị em có nhu cầu sử dụng thì ủng hộ giùm em bộ động cơ này nha. Có bác anh chị em có nhu cầu sử dụng cho em cái động cơ này thì động cơ này nó phục vụ được rất là nhiều công việc trong trong cuộc sống, trong công việc đồng án vườn tược của anh chị em nha. Đó. Có thể là kéo máy phát, kéo củ phát điện nè, có thể là bơm nước nè, có thể là chạy oxy tôm cá, hay là chạy các kiểu vấn đề gì đó thì có liên quan. Cần cái động cơ kéo 35 ngựa thì có thể có máy sẽ mua cái động cơ này nha. Động cơ này 35 ngựa ha. Rất là đẹp luôn. Quá là êm, 3T84. Xuất sắc luôn. Con này cực kỳ quá chuẩn. Này điện sạc thì nó có đầy đủ ở trên rồi, có hộp điện trong đây tùm lum tá la. Dây điện thì có luôn hả bác chị ha? Có cộng dây điện không? Có cộng dây điện. Bộ ấm quá êm luôn. Bộ này có bác chị em để chạy phát điện gia đình á thì rất là ok ha. Em này thì nó có cái của bác chị em phải cần phải thay thế nha. Cánh quạt của nó cánh quạt ngược các bác, cánh quạt ngược nha, nhưng mà nguyên zin của nó như vậy em vẫn để gan vậy ha. Thì khi nào mà các bác chị em mua đó cần thiết thay cánh quạt xuôi thì bên em sẽ thay cho các bác chị em nha. Chứ hiện tại là zin nó cánh quạt ngược các bác chị em. Tùy theo cái vùng mà cái nhiệt độ như thế nào mà kỹ sư người ta thiết kế cái bộ cánh quạt gió đó cho nó như thế nào đó. Giờ em để test máy cho các bác chị em xem nha, test máy. Tuy đang chạy là nó gần 1000 quá em. Tua nó đang cho là 2500 bác cho em. Bác cho em xả hết ga lên 3000 tua nha. Rất là êm bác cho em. Mới quá mới. Két nước bằng đồng luôn á em, khá là êm. Garanti thì thầm nha. Cái dòng này nó có cái bộ ga quá chị em, chạy đã lắm, về khỏi phải chế cháo ga bọng về nguyên zin của người ta luôn. Đó là em tắt máy mình tắt chìa khóa luôn quá chị em ha, tắt chìa khóa luôn. Đó là em khoái cái dòng này nó có cái bộ ga là làm nhông bằng sắt bằng thép gì không. Đó là em về khỏi phải chế cháo này, nó có cái bơm luôn quá chị em, về có thể
không xài cái bình dầu ở đây thì có thể để bình dầu dưới đất nó cũng tự bơm lên, nó có cái tay gặt luôn, rất là êm đó nha. Mấy chị em bỏ bộ này lại, mua lại mấy trăm ca nha. Mấy chị em không thích xài cái bộ bơm dầu này thì bỏ lại. Có nhiều anh em cô bác nói là không cần bơm dầu cũng vẫn chạy á, cũng rất ok, gắn bơm dầu gồm gà đó, thì có thể có mấy chị em bán cái bơm dầu này lại cho em ha. Chắc khoảng mua lại 500k. Rồi, em cảm ơn cô bác chị em rất là nhiều nha. Cô bác chị em nào mà thật sự quan tâm cần thiết mua đó, thì chỗ nào quán chị em chưa thấy hài lòng đó, có thể liên hệ bên em chụp hình cụ thể những cái góc nào đó quán chị em thấy rõ, thì sẽ gửi đến quán chị em cho quán chị em an tâm. Hoặc là quán chị em nhờ anh em bạn bè có xài máy đó, người ta anh em ta gần về máy móc đó, thì có bán cái em mượn người ta coi dùm cái video của mình, video máy như thế nào, để quán chị em an tâm nha. Thì quán chị em mà quan tâm thật sự muốn mua thì gọi điện giúp giùm em nha. Thì quán chị em tham khảo giá thì em sẽ hỗ trợ quán chị em 50k. Còn khi cô bác chị em chốt máy thì em sẽ hỗ trợ cô bác chị em thêm 50k nữa là 100k để kết thúc khi mà mình chốt máy xong. Bác chị em thì 100k đối với cô bác chị em cũng không có lớn lao, nhưng mà đó là tấm lòng thành của bên em hỗ trợ cô bác chị em để nạp cạc cho vui. Thì mong cô bác chị em đón nhận em rất là an tâm, là vui nha. Thì em xin chào, xin hẹn lại cô bác chị em video tiếp theo nha.